xin chào tất cả mọi người à, hôm nay à, mình à, xin hướng dẫn mọi người cái cách để chúng ta loại ra hoặc là bỏ loại bỏ cái cầu thủ bỏ cuộc ra khỏi cái 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 cái, cái giải đấu của chúng ta mà không ảnh hưởng đến cái, cái cái kết quả của cái cầu thủ đó ở phía trước nha thì à, để để làm được cái việc này thì à, mọi người vào mọi người kiểm tra xem thử cái kết quả giả sử giả sử thí dụ như ở đây là mình đã đã có thi đấu tới cái ván hai rồi nè và cái điều lệ của mình đó là nói, nếu ai bỏ cuộc hai ván liên tục thì uh, sẽ uh, sẽ bị uh, loại ra không không được tham gia thi đấu nữa thì ở đây thì mình ví dụ là cái em lê hiền vi này là bây giờ là bỏ hai ván đấu rồi thì uh, sau khi mà em bỏ hai ván đấu rồi thì bây giờ đến cái ván thứ ba mình bốc thăm thì mình sẽ không đưa cái em ấy vào nữa đó. thì uh, bây giờ để làm được việc đó thì mọi người vào bốc thăm này xong rồi mọi người vào uh, loại ra hoặc là bỏ cuộc đó thì vào cái bảng này nó sẽ hiện ra một cái danh sách dài như thế này thì mọi người thấy em Vương Lê Huyền Vi đây đó thì mọi người sẽ nhấn vào cái tên em đó sau đó ở đây chúng ta đã đấu được hai ván rồi còn những ván còn lại này thì mình không cho em này bốc thăm nữa đó. rồi sau mình nhấn ok đó. thì à, sau khi mình nhấn xong thì cái em này những cái ván sau này sẽ không được bốc thăm nữa đó hoặc là có thể rằng là em đó bị à, em mới xin nghỉ một ván hay là như thế nào đó thì mọi người cũng 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 loại ra bằng cách này còn các cái ván sau thì mọi người lại 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 tích vào. Đó, thì uh, sau cái ván này thì lại thi đấu được nhưng mà bây giờ là do em này bỏ cuộc ván 1 ván 2 cho nên là bây giờ từ ván 3 trở đi là mình loại cái tên này ra khỏi luôn. Nhưng mà mọi người không được xóa nha. Nếu như mọi người người vào cái nhập liệu mà mọi người xóa cái tên em này đi á thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả của cái cái cái, cái ván 1 với ván hai thi đấu cho nên là mọi người sẽ không 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 vào đó để bỏ và khi mà mọi người bỏ cái em này ra rồi thì mọi người vào những cái em phía trên này mọi người kiểm tra cho mình là xem thử nó có bị nó có bị bỏ giống như là cái em này không nha đó sẽ có một số sẽ có một số em là nó sẽ nó sẽ bỏ cái ván ba này nè đó nó sẽ bỏ ra như thế không hiểu tại sao nhưng mà nó hay bỏ ra như thế mà như thế thế này thì có nghĩa là cái ván ba này của em này nó sẽ là miễn đấu đó cho nên là mọi người để ý tất cả những cái em còn lại này thì để chắc ăn thì mọi người nên vào mọi người kiểm tra hết từng em xem thử những cái ván này nó có nó có bỏ cái dấu tích ra không đó nếu như nó như thế này hết thì ok sau đó mình nhấn ok và vào bốc thăm bình thường khi vào lệnh bốc thăm thì mọi người thấy là cái em vương lê hiền vi này nó sẽ hiện ra đó nếu như lúc nãy mà mọi người nhấn vào đây này mọi người bỏ thí dụ mọi người bỏ chị em nhảy yên này chỉ bỏ một ván ba thôi nha đó rồi mọi người vào mọi người bốc thăm lại thì cái em lê yên đó nó cũng không nó không hiện ra trong này đâu nha để cho mọi người tìm đâu mặc dù là ván ba em này không bốc thăm đó mặc dù là cái ván ba em nhã uyên này không bốc thăm đó nhưng mà bởi bên này nó bên đó nó không nó không có hiện ra đâu đó. cho nên là mọi người để ý cái 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 đó chỉ bỏ mỗi một mình em này thôi còn những em khác thì mọi người vẫn cứ để bình thường đó. sau khi uh, xong rồi thì mọi người vào bốc thăm và mọi người chọn vào lệnh bốc thăm sau đó nhấn bắt đầu rồi ok thì cái ván này bốc thăm của mọi người khi bốc thăm xong rồi đó mọi người có thể vào mọi người vào ngay chỗ danh sách đối thủ này xong mọi người nhìn game vương lê huyền huyền vi này thì mọi người sẽ thêm vào sau là chữ bỏ cuộc đó để cho nó nó dễ nhìn trong cái bảng bảng bốc thăm của mình á để khi mà mình 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 in cái cái bảng cái bảng bốc thăm này nè đó thì nó ghi cái em này bỏ cuộc để cho người khác họ dễ nhìn bởi vì tại sao ở trên có thằng em mà ở dưới ở trên có em miễn đấu ở dưới lại có em nữa mà mà sao không cho hai em này đấu với nhau mà lại 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 để như thế đó là trong cái danh sách nó vẫn còn những em mà mà mà, mà bỏ cuộc này chứ không phải là nó sẽ loại ra khỏi cái, cái 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 danh sách luôn nha cho nên mọi người vào nhắn vào mà mọi người để lại cái cái cái, cái viết và phía sau này bỏ cuộc để cho khi mà người khác đọc người ta dễ hiểu hơn. đó Thì ở trong cái phần bỏ cuộc này thì mọi người chỉ cần chú ý như thế thôi. Thì sau khi mọi người loại ra như thế rồi thì mọi người bốc thăm bình thường và cái kết quả của cái 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 điểm số của cái em này thì từ cái ván đấu đó nó sẽ nó sẽ không 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 có kết quả nữa nó sẽ gạch 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 cho đến khi nào đến cuối giải thôi. Còn những em khác thì nó sẽ bốc bình thường nhưng bây giờ là em này đã đang có nè đó rồi thì cái phần này đến đây là hết xin chào tất cả mọi người ạ